Sáng nay, Quốc hội bước vào ngày làm việc tập trung thứ ba tại kỳ họp thứ hai, bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây cũng là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Liên quan đến việc lựa chọn chủ đề chất vấn và người được chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn ra 4 vấn đề sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ hai này. Đó là các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế đối với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vấn đề liên quan đến lao động, việc làm và các vấn đề xã hội liên quan đến Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế trong và hậu đại dịch liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Cuối phiên thảo luận, Quốc hội dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo thêm một số vấn đề thuộc 4 lĩnh vực nêu trên mà Quốc hội quan tâm và trả lời trực tiếp các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nêu rõ cách thức chất vấn và trả lời chất vấn cơ bản đã được quy định trong luật giám sát và nội quy của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kinh nghiệm hỏi nhanh đáp gọn, mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi trong phạm vi 1 phút, Bộ trưởng trả lời mỗi vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong phạm vi 3 phút. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội lựa chọn 1 đến 2 vấn đề trọng tâm để chất vấn, tạo điều kiện cho Bộ trưởng, trưởng ngành có thể ghi chép, lĩnh hội được. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong quá trình trả lời chất vấn, các phó thủ tướng và các thành viên khác của chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn. Nhấn mạnh phạm vi chất vấn lần này rất rộng, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua, chiến lược trong thời gian tới, những tác động liên quan đến kinh tế xã hội và kế sách, những chiến lược, chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là những vấn đề cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngoài những thành viên chính phủ đã được phân công cụ thể tham gia trả lời chất vấn, chính phủ và thủ tướng phân công các thành viên khác còn lại của chính phủ, trừ những trường hợp bất khả kháng vì những công việc chung, nên tham dự đầy đủ các phiên chất vấn để nắm thêm những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.